chưa thấy con sâu biển nè. Chào tất cả mọi người, hôm nay gia đình mình sẽ đi biển Gạch Vẹm nha. Biển Gạch Vẹm thì nằm ở Bãi Thơm, xem là mùa này biển Gạch Vẹm như thế nào nha. Đây là các thành viên trong gia đình của Việt. Chào mọi người. Giờ thì mình đang trên đường đi bãi biển Gạch Vẹm nha mọi người. Trước của mình là có cái ngã ba là quẹo Gành Chẹm nha mọi người. Các bạn đi thẳng là sẽ đi Gành Dầu luôn đó. Sẽ rẽ tay phải nha. Đây thì có để các cái bảng nhà bè rồi nè. Các bạn cứ thấy mấy cái bảng nhà bè thu bao rồi.
Giờ thì mình đi xuống nhà bè Khánh Hào nha mọi người. Quay một vòng cảnh ở đây cho mọi người xem nha. Nhà bè dân ở đây thì rất là ít. Thấy con sâu biển nè. Thì bắt hết rồi mọi người. Hôm nay mình đi thì không thấy con sâu biển nào, hay là mình đi không đúng giờ hay sao không biết. Mỗi khi thì sâu biển rất là nhiều. Bắt được một con ốc vỏ tràng. Nó trốn trong này rồi. Sống luôn rồi. Nay mình đi thì không có con sâu biển nào hết trơn, chỉ thu thập được mấy con ốc giải tràng này thôi.